Hồ Gươm còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm, là những cái điểm đến vui chơi cuối tuần của người dân thủ đô Hà Nội. Và tại đây thì có rất là nhiều các cái nghệ thuật văn hóa dân gian, và chúng ta cùng xem nhé. Cho ba nghệ sĩ của chúng tôi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin cảm ơn ba nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, và tiết mục múa rối vừa rồi đã khép lại phần 1 chương trình của ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy bước lên sân khấu để chúng ta đến với phần 2, một phần.
tay thật lớn cho nghệ sĩ Tú Phương Sơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị.